Rồi, chào toàn thể anh em nhé, chào toàn thể các bác. Chào anh em và các bác đã trở lại video tiếp theo của bên shop. Trong video ngày hôm nay, em lại bày ra là tất cả những các loại túi đây, đây tất cả các cái túi chống sốc dùng cho anh em đựng củi, đựng súng nhé. Đấy. Anh em nào mà đang chơi những cái dòng súng ống như là truyền thống Kondo FX đấy, tất cả cái dòng này thì nó sẽ là những cái túi ở đây nó sẽ có kích thước là đầy đủ cho anh em. Đấy, từ 65 này, 85 này, phân này, 1m và 1m2 đầy đủ nhất. Anh em xem video là xem kỹ giúp em nhé. Thì em đến cái loại nào thì em sẽ nói là cái chiều dài của loại là cái đấy. Chúng ta về xem là cái khẩu súng của chúng ta vừa với cái túi nào thì chúng ta mua về nhé. Đấy. Báo giá luôn cho anh em là tất cả các loại túi này, từ túi chéo này, túi vuông, túi đen, túi trắng hay là túi dàn di. Đấy. Túi dài, túi ngắn là cái giá của nó đồng giá với nhau nhé. 350.000 bao ship, anh em mua cái nào giá cũng vậy. Đấy, 350 bao ship cho anh em. Hàng là hàng đồng kiểm nhé, hàng đến tay anh em, anh em có quyền được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đúng hàng, đúng sản phẩm như quảng cáo thì anh em trả tiền. Để thuận tiện trong việc mua bán đây, anh em nhấc máy alo 1-2 phút cho shop và những số điện thoại này, anh em nào muốn rõ chi tiết hình ảnh hay là video thì add Zalo cho em là được nhé. Bên em là cung cấp tất cả các link phụ kiện từ truyền thống Kondo FX, từ những con ốc nhỏ nhất này, đấy, dòng sim van nạp, ti bơm, nò xo. Nói chung là những cái phụ kiện nhỏ lẻ để cấu thành ra một khẩu súng, van bình, kính ngắm, giảm thanh, bơm tay bơm máy, nói chung đủ hết cho anh em. Rồi em sẽ đi vào cái chi tiết những sản phẩm ngày hôm nay. Đến sản phẩm nào thì em sẽ đo cái chiều dài của nó nhé. Và sẽ nói nó sẽ có bên trong cái gì. Đây thì em sẽ bảo nhân viên nhà em là sẽ bỏ bên trong ra nhé. Đầu tiên là cái mẫu túi túi chéo này nhé. Mẫu túi chéo đây thì là cái chiều dài của mẫu túi này thì là từ túi chéo tới vuông nó sẽ đầy đủ hết cho anh em. Đấy, 65 phân này, 85 này, 1m và 1m2. Cái túi này nó đang có là 85cm nhé. Đấy, 85cm. Cái chiều rộng của nó là 30 phân, 30 phân là cái bản to nhất. Bên ngoài của nó đây là nó sẽ có là ba cái túi ngăn đựng, ba ngăn đựng nhá. Đấy, ba ngăn đựng, anh em có thể đựng thuốc lá này, đựng thuốc lá, đựng điện thoại, nói chung đựng chai nước, đựng cái gì thì đựng. Đấy, đựng tiền, đựng long. Bên ngoài nữa nó có sẽ có một ngăn này nhá, một ngăn. Đấy, rất chi là đầy đủ luôn cho anh em. Đây ngăn bên trong này. Chúng ta đựng rất nhiều thứ nhá. Đấy. Anh em đi đựng củi đi du lịch là đựng được nhá. Rồi em sẽ bỏ bên trong ra cho anh em nhé. Bên trong đây, bên trong thì là nó có một cái lớp chống sốc nhá. Cái đời mới này thì là nó sẽ là may liền, may liền với nhau, nó sẽ không như là những cái đời cũ. Nhiều khi chúng ta cho vào nó hay sọc sạch. Đấy, được chưa anh em? Đây lớp chống sốc đây rất chi là tốt luôn nhá. 350 rồi. Đấy khóa này, khóa hai bên nhá. Và nữa đây, anh em nào mà muốn đây, nó có sẽ hai cái để sách nhá. Đầu tiên chúng ta sách tay đây. Anh em nào mà không muốn xách tay thì chúng ta có thể đây gắn vào đây. Đấy, em cầm lên đây. Đây, chúng ta có thể kẹp vào đây. Chúng ta có thể là đeo vào vai nhá. Đấy, đeo vai. Đây, đeo vai như này. Xem anh em. Đấy, rất chi là tiện lợi nhá. 350 thôi, 350 bao ship cho anh em. Cái túi chéo thì là cái bên trong thì nó tương tự nhau nhá. Đây còn cái loại này là loại mét 2 này. Loại mét 2 nó cũng như vậy nhỉ. Đấy, cũng đầy đủ như là cái loại 85 1m. Được chưa anh em? Màu dàn di này, anh em thích chọn màu nào chọn, màu dàn di hay màu đen bằng giá nhau. Rồi em sẽ bỏ cái biển lên ra nhé. Đây số điện thoại đây. Rồi tiếp theo là giới thiệu cho anh em là cái túi màu đen đi. Màu đen thì là cái túi này nó đang có chiều dài của nó là như nào. Chiều dài đây sẽ là 1m nhá. Túi 1m, cái chiều rộng bản chiều rộng là 30 phân. Túi này nó cũng sẽ có là một cái quai sách cho anh em đây, một quai sách này. Đấy, và nó sẽ có thêm cho anh em là cái quai đằng sau để chúng ta đeo. Chúng ta có thể đeo sau lưng nhá. Đấy, đeo sau lưng rất chi tiện ích nhá. Túi này túi vuông. Bên trong vẫn là một cái lớp chống sốc này, chống sốc đây. Đấy, chống sốc đây, may liền. Và vẫn là một cái quai đeo để chúng ta đeo lệch, đeo một bên. Chưa anh em. Đấy, rất chi là ok. Đấy. Đây đằng trước đằng sau đây vẫn có khóa đây, khóa đầy đủ nhá. Đấy ba cái ngăn để chúng ta đựng đấy, đựng đồ đạc này. 350 bao ship cho anh em. Và đây là cái túi vuông bên này cũng vậy nhá, giá cũng vậy, cũng 350, cũng đầy đủ như vậy. Cái túi vuông nó cũng có là 65 này, 185 này, 1m và 1m2, anh em chọn cái nào cũng vậy, giá tiền như nhau nhá. Đây là cái túi 1m2 rồi, dùng cho anh em nào mà hay chơi Kondo thẳng dài nhá, thẳng dài. Đấy, mình để cả khẩu được, không cần tháo giảm thanh. Đây,
thì là đến cái mẫu nào thì em cũng sẽ là một bỏ ra nhá, giới thiệu cho anh em rồi. Mẫu túi chéo này nó cũng vậy nhá, túi chéo đây, đây là cái mẫu mét 2 rồi đấy, ngắn dài giá tiền như nhau, được chưa anh em, vuông với cả chéo như nhau. Và đặc biệt là bên em mà có thêm cho anh em là cái túi chéo này 65 cm nhá, đấy 65 cm để dùng cho anh em chơi mini, chơi condo mini hay là những chơi những khẩu lục ngắn gọn nhá. Đấy, cũng có 3 ngăn ở đây, cái quai để chúng ta đeo một bên, cái quai sách đây đấy, được chưa anh em, vẫn là 350, anh em thích chọn cái nào chọn. Đây là cái túi vuông này, túi vuông này cũng có 65 cm nhá, vuông chéo là đầy đủ kích cỡ 65 85, 1m và 1m2. Cái màu dần di nhá, đấy màu dần di thì anh em đi bem lên biết vào rừng thì nó cái màu này nó sẽ trùng với cả những cái màu hoa lá cỏ cây ở trong rừng đấy, chúng ta ngụy trang rất là tốt nhá. Anh em quan sát lại một lần nữa đây nhá, đấy shop phụ kiện PCP là shop em đây. Hai số điện thoại liên lạc anh em alo trực tiếp 0366 079 862, 0813 430 286. Hai số Zalo anh em muốn rõ chi tiết hình ảnh hay video 0784 496 333 và 0783 914 222. Rồi, cái video ngắn giới thiệu sản phẩm đến đây là kết thúc. Anh em xem video không quên nhấn nút like, nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo. Anh em nào mà thích cái mẫu nào thì nhắn tin cho em nhé. Ví dụ anh em mà định mua cái mẫu túi chéo này, túi chéo chiều dài của nó là 65 cm, 85 1m hay 1m2, bảo em là được. Màu đen hay màu gì, hoặc là túi vuông nhé. Đấy, tất cả cấu hình đây em sẽ đã nói rõ cho anh em rồi. Rồi, xin chào anh em nhé. Hẹn anh em ở những video tiếp theo.